Trong chuyến công tác tại tỉnh Kon Tum, chiều ngày 15 tháng 10, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 và Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã về xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy, trao tặng kinh phí xây dựng nhà tình nghĩa cho hai đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Cùng đi có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Dương Văn Trang. Trung tướng Thái Đại Ngọc, Tư lệnh Quân khu 5 và Trung tướng Trịnh Đình Thạch, Chính ủy Quân khu 5 đã trực tiếp trao tặng 160 triệu đồng để xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình ông A Giao, thôn Đắc Trợ Ri và gia đình bà Y Hờ Liên, thôn Con Rơ Ben, xã Đắc Tờ Re, huyện Con Rẫy. Đây là hai gia đình thân nhân liệt sĩ và dân quân du kích trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sức khỏe yếu. Trung tướng Thái Đại Ngọc giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trực tiếp tổ chức lực lượng xây dựng và hỗ trợ đồ dùng sinh hoạt để bàn giao nhà sớm nhất cho hai gia đình đưa vào sử dụng. Đây là hoạt động không chỉ có ý nghĩa thiết thực, kỷ niệm 77 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang quân khu 5 ngày 16 tháng 10 năm 1945, ngày 16 tháng 10 năm 2022, mà còn thể hiện tình cảm trách nhiệm, nghĩa cử cao đẹp, đền ơn đáp nghĩa của cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang quân khu 5 đối với các gia đình có công với cách mạng trên địa bàn Tây Nguyên, nhằm kịp thời giúp đỡ các gia đình chính sách vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.